chợ mì. Ờ. Một cái giống bí mà được nhập vào. Trên bàn xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại là Á Mí cùng với anh Tú Xe Đầu Kéo và chị Pơ là đang ở thành phố Đà Lạt. Hôm nay là anh Tú là thấy không khí Đà Lạt thế nào anh? Anh thấy là hơi lạnh mà thấy Á Mí mặc anh biết có đây, lạnh hay không? Anh, đây Á Mí thì bảo là trên Tây Bắc là mình lạnh quen rồi nên là hôm nay Á Mí là thử xem là không mặc áo khoác này. Không có phải là không có áo khoác đâu mà mặc. Có lạnh không anh cởi áo tại cho vì mặt. Là em có được rồi anh, em chịu được. Tại vì ở trên Tây Bắc là Á Mí là cũng chịu được rét rồi. Nhưng mà hôm qua là Á Mí lên đây thì có hỏi một anh, người anh thì có người quen ở đây thì mọi người bảo là không khí là rất là mát thôi, không lạnh lắm. Nhưng mà lên đây thì thấy mọi người ai cũng mặc áo phao ở nhà. Đằng sau Á Mí đây là Hồ Xuân Hương nha cả nhà ơi. Nhưng mà bên cạnh Hồ Xuân Hương thì có hai biểu tượng, con biểu tượng của Đà Lạt mà khi mỗi lần du khách đến đây thì mình có thể là bỏ qua cái nơi này là thấy là du khách là đến với Đà Lạt là lúc nào cũng phải check in lên một tấm ảnh ấy. Và đặc biệt là đây, em xin giới thiệu mọi người, đặc biệt là hôm nay là mình đi là có thêm một nhân vật nữa nha cả nhà. Chị Dương lại gặp nhau. Hôm qua đây lại gặp nhau. Vâng. Đây là cũng phải cảm ơn chị Sương vì là đã rất là quý cô và anh ý. Chị là từ Đồng Nai mà lên với Đà Lạt là đi chơi với chị em ấy. Dạ. Đó, hôm qua là mình gặp chị Sương ấy. Mọi người nhá, đứng lùi tí không mà mãi nói chuyện thì sao. Dạ. Mấy em vào mà đi Đồng Nai chơi ở Đồng Nai ở Bình Hòa ít quá cho nên mà gặp nhau chưa có đủ nhớ cho nên thôi chạy đến đây luôn để chơi với các em một ngày. Đúng rồi. Tại vì hôm qua là mấy anh chị em mình là đi vườn bưởi này vui quá nên là Á Mí còn rủ là hay là chị Sương đi cùng với là Á Mí với anh Tú Xe Đầu Kéo và chị Pơ là lên Đà Lạt. À, nên là mình may mắn là hôm nay là sáng nay là chị Sương mới ra đúng không chị? Đúng rồi, ra sáng sớm này. Em biết chị tới mấy giờ không? Chị đi đến mấy giờ? 5 giờ sáng. 5 giờ mấy sáng. Thế là đi cả đêm luôn á. Anh em mình là đến là nửa đêm thì đến, còn chị Sương là đi cả đêm luôn, rất là vất vả. Này là cảm ơn chị Sương nhá. Bây giờ là ở quảng trường thì là có hai biểu tượng rất là đẹp bên này này. Đây. Nhấn có thể quay chia sẻ. Bên trên này là biểu tượng là nụ hoa Atiso với lại là nụ hoa bên này là hoa gì chị nhỉ? Hoa màu vàng bên này này. Hoa dã quỳ nha, siêu to luôn. Bây giờ mình sẽ đi qua đường ấy nhá. Xe đông á mọi người cẩn thận nhá. Bên này là biểu tượng mà Á Mí rất là thích, đó là nụ hoa Atiso. Trước là mình chưa được đi Đà Lạt nhưng mà cực kỳ ấn tượng khi mà mọi người đến với Đà Lạt lần nào là cũng đều check in cái hoa biểu tượng này cả nhà. Nên là Á Mí cũng mong muốn là một lần đến Đà Lạt thì phải check in chỗ này cho giống mọi người. Là phải mang cái gói này này. Đó. Miền rau này đi check in Đà Lạt nơi mà biểu tượng là đẹp nhất của Đà Lạt đấy, Atiso ấy. Đi, mình sẽ lên trên này nhá. Có thể mình hầm canh này làm trà được nhiều thứ, rất nhiều món. Chị ơi, có phải là Đà Lạt là trồng nhiều hoa Atiso đúng không ạ? Đúng rồi. Atiso mình ra chợ cũng bán rất là nhiều luôn á. Anh Tú là có chụp ảnh ở chỗ này bao giờ chưa anh? Anh chưa bao giờ, anh thật ra là anh rất là lười chụp ảnh. Vì là chụp ảnh mình không có được ăn hình nữa lắm ấy. Đây là anh phải đi cùng với hội chị em là nhiều rồi. Em là chụp ảnh, bọn em là chỗ nào cảnh đẹp là phải chụp làm kỷ niệm. Đó, sau này có thể nhìn lại. Nhưng mà hôm nay chị Sương lên Đà Lạt thì có thấy thời tiết lạnh không? Lạnh là tại vì Sương ở mình. Là em buộc dây giày ạ. Đây là đi lên trên này phải đi qua cầu thang này, bậc thang. Nhìn đằng sau lưng mình thấy hồ đẹp đúng không? Nhìn xa xa bên kia luôn này. Hồ Xuân Hương là có sự tích gì không chị nhỉ? Hồ Xuân Hương à? Cái này này. Chị cũng không ít khi ở đây. Sự tích ở đây thì có nhiều lắm. Nói chung là rất là nhiều đôi trai gái yêu nhau, tỏ tình ở đây và thành công về cưới nhau. Nhưng cũng có nhiều đôi trai gái chia tay nhau từ đây. Người ta bảo hay bảo là đi tình yêu mà kiểu cặp đôi mà đi về Đà Lạt ấy thì là có tình yêu đúng không? Một là tại vì Đà Lạt rất là lãng mạn luôn đấy và là dễ yêu. Ủa ở đây này, em nghĩ mình nên ở chỗ này chụp ảnh đẹp rồi đó. Nụ hoa Atiso. Đây, anh em mình ở đây đi cho nhìn thấy toàn cảnh ấy. Trong này là họ. Có con. Con đáng yêu nhỉ. Dạ em cảm ơn ạ, em kỷ niệm nha. Thấy cả hoa Atiso nhé.
Nào. À, hai và. Đó. 1 2 3. Ok. Rồi, cảm ơn bạn Caramel nhé. Vòng quanh thử một vòng xem là cái này nó thế nào đi em. Dạ. Anh còn đang chưa khi nào lên đến tận đây luôn. Vâng. Đi rất nhiều lần. Ờ, bên trong là có một cái quán này anh. Ừ. Thế như em tìm hiểu thì ở trong này cũng có siêu thị dưới lòng đất hay sao ấy? Đúng rồi. Ở dưới kia có cửa đi vào siêu thị Go với Big C ấy. Ờ, thế là nghĩa là ở dưới chân đúng mình rồi. Ấy là đang có một ngôi nhà ở trong. Ừ. À, thế là mình đang đi trên nóc nhà đấy. Rơi xuống nước rồi nhá. Mình đang đi trên cầu kính luôn này. Cầu kính với cameraman cẩn thận hơn. Camera cơ. Đúng rồi, artiso là bằng kính này. Nhìn đẹp quá nhỉ. À, màu xanh xanh ấy, rất là đẹp luôn. Ở đây mà họ không thả cá coi các thứ cho nó đẹp nhỉ. À, xung rồi, quanh là còn có cả hồ nữa. Đợt rồi chị đi đông lắm, ban đêm á, đông ra đây đông quá không có chen được luôn á. Đấy à? Là em thấy là tụi em đi là rất là may mắn nhá. Đi đâu cũng gặp may mắn luôn. Hôm nay mình đi đầu tuần anh nên là ít. Đúng không? Thả cá coi ở đây sợ bắt mất đi. Không đủ cá coi để thả luôn. Mình cứ băn khoăn mà. Thả một con là thả sợ bắt mất thật đấy. Thả cá gì nó đơn giản, cá rô ấy. Dạ. Bắt ra sản xuất thêm rồi bắt đầu là nuôi rồi ăn. Cá tay tử. Nhưng mà lại gần nụ hoa artiso to nhở. Bây giờ có cái nhà kia anh chưa lên bao giờ ấy, hay bây giờ mình lên đấy nhá. Dạ, mình, bây giờ mình sẽ đi sang bên kia là nụ hoa dã quỳ nha. Đó. Hoa dã quỳ là siêu to khổng lồ. Đà Lạt thì gọi là thành phố ngàn hoa và cũng trồng rất là nhiều hoa quả, rau củ quả ấy. Khu chị tìm hiểu là trong khu này là mọi người xây dựng từ 2009 đấy. Ồ. Thế là cái hoa artiso này là đã xây dựng từ 2009 rồi ạ. Mấy em là đi Đà Lạt mấy lần rồi? Em à, đây là lần thứ 2 ạ. À, thứ 2 hả? Dạ. Nhưng mà cho chị Sương là đi nhiều rồi hả? Sương thì đi mua xe thôi. Dạ. Bên này có một cái cửa giống siêu thị này. Đây này. À, đây này, Go. Go này ngày xưa là Big C. Hay nhỉ. Không biết ở bên trong có rộng không nhỉ? À, rộng đấy nhưng mà bây giờ mình khám phá kia rồi tối hay là sáng mai mình đi siêu thị. Dạ. Em có muốn mua đồ gì không? Em á? Em không ạ. Không có đồ gì. Bây giờ lên cái kia mình tham quan đi nhá. Ờ, hình như là em còn phải mua thêm một cái áo khoác ấy. Tối đi chợ Đà Lạt mua đi. Đà Lạt nhiều đồ áo đen. Nắng ấm rồi này. Dạ. Hay lấy áo anh mặc. Em thấy ấm mà. Em không cảm thấy gì luôn ấy. Thế mà mọi người thấy lạnh à? Dù cái thời tiết hôm nay mát mát thôi. Nó nói về là độ lạnh trên Sapa thì đây nó chỉ mát thôi. Đây chỉ mát thôi. Cởi áo ra đi. À, cái này nhìn cũng đẹp nhỉ? Dạ. Này này. Màu vàng hoa dã quỳ này. Ờ, có cửa siêu to khổng lồ luôn ấy. Mình cũng bên... lại phải đi một vòng nữa xem nó có gì đi. Dạ. Em nghĩ bên trong này cũng có nhà ở trong xuống. Ấy. Trong này chắc triển lãm này. Hoa này. Trên này người ta bán. À, à đây. Em chào anh. Em chào anh ạ. Là em chào anh Phan Đà Lạt nha. Dạ. Cái này là cái hoa gì đấy? Chào anh. Dạ. Đây là hoa hoa. Đây là chị Sương. Dã quỳ anh ạ. Đây là đây, em chào chị Sương. Dạ. Xin giới thiệu mọi người, đây là anh Phan Đà Lạt nhá. À, trước là YouTuber là cũng có gọi điện cho anh trước rất là nhiều trên bên cây viết trên bản, anh cũng là một cái khán giả viết trên bản. Hôm nay rất là vui được gặp anh này. Mình cũng có theo dõi anh đấy. Anh thì cũng biết đến bếp trên bản qua kênh của Phạm Dũng. Từ cái chuyến xuyên Việt đầu tiên ấy. Dạ. Đấy. Thì là về sau là biết thêm về kênh của anh Tú này. Rồi về kênh của chị Sương. Hôm nay là lên tiện lên Đà Lạt nên là tụi em là có liên hệ với anh Phan Đà Lạt. Xong là có gì có điểm nào đẹp thì nhờ anh là giới thiệu cho mấy chị em. Thì Phan Đà Lạt là ở cũng có một thời gian sinh sống ở tại Đà Lạt này được 6-7 năm. Thì bây giờ là chuyển về dưới Sài Gòn rồi. Rồi bây giờ thì nói chung là những cái điểm du lịch mà nổi tiếng mang đậm chất Đà Lạt này thì cũng nắm qua. Từ hôm qua là mình đăng video là lên Đà Lạt đấy, anh Phan Đà Lạt là có nhắn tin gọi điện và là có thể dẫn anh Mitchipper khám phá Đà Lạt nên là mình có gọi điện. Mà lúc mà em gọi điện là anh đang ở đâu anh nhỉ? Lúc gọi điện là đang ở Sài Gòn, đang ở quận 9 ấy. Bây giờ mình vừa đi mình khám phá. Đây, quận 9 ạ. Anh ơi, ở Sài Gòn mà mình sáng nay là anh đi
Bằng xe gì lên ạ? À? Sáng nay là đi xe máy từ dưới Sài Gòn lên lúc 2 giờ đêm. Từ lúc 2 giờ đêm mà anh đi xe máy lên đây. Đúng rồi. Rất là cảm ơn anh là đã dành tình cảm rất là lớn cho Vết Trên Bảng cùng anh Tú Xe Đầu Kéo chị Sương ạ. Cũng vậy, mình cũng rất là vui và vinh dự khi mà được giao lưu cùng các bạn Vết Trên Bảng cũng như là các anh chị đang đồng hành chuyến xuyên Việt này. Dạ, cảm ơn anh nhé. Ở lên trên này là muốn là được đưa mọi người đến những điểm. Đây là hoa sim này. Ủi đẹp nhờ. Chỗ này nhiều hoa này. À không phải hoa sim hả? Đây là hoa mua. Hoa mua. Dạ. Gần giống hoa sim đấy nhờ. Giống nhau ấy. Dạ. Đẹp nhờ. Vâng. Mình đi cùng nhau khám phá đây một chút rồi anh em mình lại di chuyển tiếp nhờ. Dạ. Hôm nay thì Pơ anh Bí đang rất muốn là khám phá nhiều nơi này. Đấy, muốn khám phá làng hoa đúng không? Vâng ạ. Tại vì là Đà Lạt nổi tiếng là thành phố ngàn hoa mà. Dạ. Cho nên là mình sẽ phải đi khám phá thêm về làng hoa đi. Em thấy là rất nổi tiếng là làng hoa Vạn Thành đúng không? Hay là ở đây còn có những hoa những nơi nào mà có nhiều hoa anh? Ở trung tâm này ấy, thì có vườn hoa thành phố thì rất là nhiều du khách lần đến thì có ghé vào vườn hoa thành phố, nhưng mà để mà có nhiều hoa và đa dạng loại hoa nữa thì là làng hoa Vạn Thành vẫn là một địa điểm mà thu hút nhất. Thế là nhiều hoa nhất là làng hoa Vạn Thành đúng không ạ? Làng hoa Vạn Thành. Gọi là làng mà, tức là cả làng là nhiều á. Nơi đấy là mình gọi là trồng hoa và bán đi tất cả các tỉnh. Đúng rồi, cung cấp ra ngoài Hà Nội luôn. Thậm chí, đúng rồi, xe đông lạnh ấy là anh có thấy là xe đông lạnh chở rất là nhiều hoa ra. Và cung cấp kể cả những hoa giống, cây giống là về hoa hồng hay các thứ là chở đi các nơi. Thế em nghĩ là bây giờ anh em mình là sẽ đi làng hoa nhé. Di chuyển bây giờ đi luôn. Đi thôi. Cả nhà, hiện tại là Ai Mí đang đứng tại là làng hoa Vạn Thành. Và một chút là mình sẽ cùng mọi người là đi vào khám phá vườn hoa Vạn Thành nha. Và hôm nay là mình rất là vui được trên cái kênh Biết Trên Bản là được đón chị Mỹ Anh. Đó, chị là bà chủ khách sạn. Ở dưới khách sạn và chị có một cái quán ăn chay nha. Đó, mình giờ thưởng thức rất là tuyệt vời luôn. Đó, bây giờ mấy anh em mình sẽ đi vào ha. Rồi, okay. Trưa nay là mình có thưởng thức quán ấy, món ăn chay của chị Mỹ Anh là ở trên kênh anh Tú Xe Đầu Kéo Vlog nha. Cả nhà mình nhớ vào xem ủng hộ anh em mình nha. Nhưng mà Đà Lạt là có nổi tiếng về hoa ấy. Em thấy vừa bước vào đây là có cái tường thành ở ngoài này này. Rất là đẹp luôn này. Đà Lạt sắc màu này. Đẹp nhờ. Chỗ làng hoa Vạn Thành cũng là một cái linh hồn của Đà Lạt đấy. Đó. Tại vì là đây. Tìm hiểu khá kỹ ở đây đúng không? Đà Lạt thành phố ngàn hoa nhá. Vào đứng ở đây nhá, đứng ở sắc màu. Mọi người mình ra đây chụp ảnh làm kỷ niệm đi. Đứng ở nào. Đây anh em mình là sát vào nhau đi, sát vào nhau đi. Cầm tay nhau luôn. Đây. 1 2 3. Yeah. 1 2 3 rồi. Rồi. Cảm ơn bạn Yến nhá. Đây mình sẽ vào bên trong ha. Nhưng ngoài mà nhắc đến về cái làng hoa Vạn Thành thì lại nhớ cái bài hát của thầy là Phụ Hồ. Ghé về Đà Lạt mơ. Để ghé về Đà Lạt chơi. Cái gì? Ghé đến làng hoa Vạn Thành. Em cũng quên luôn à. Làng hoa quê Đà Lạt chơi. Nhớ ghé. Này là bây giờ là cũng xuất hiện thêm là bé Hân nha. Sáng nay là bé Hân là có phải đi học ấy. Bé Hân là phải học nên là chiều nay mới rảnh để quay cùng Ai Mí chị Pơ. Bây giờ mình vào đây để đây là lối tham quan. Cái đợt trước là mình cùng anh Dũng chị Diễm vào đây nhưng mà lại không có thời gian nên là mấy chị em mình lại đi luôn ấy. Đúng rồi. Đây. Bây giờ mình mua vé xong rồi sẽ phát vé cho mọi người đi. Đây anh. Mọi người được ăn thoải mái. À, mỗi người cầm một vé tí mọi người xót vé. Đây, đây Ai Mí cầm cho bạn cái em men nha. Bây giờ mình đi xếp hàng đi. Em thấy đông lắm á. Nhưng mà trong này là có cả trồng rất là nhiều loại quả này, cà chua này, xong là rau này, bí này. Trong này cũng có nhiều loại hoa lắm ấy. Nhiều khu vui chơi. Ấy. Phố ngàn hoa mà. Cho ăn thử chứ nhỉ? Đây, mình sẽ vào trong này. Biết là có ai soát vé không? Đã. Đây có hai bạn caramel đấy. Hai.
Đây. Đây, bây giờ mình sẽ bước vào trong này nhé. Ui, đúng là vào trong này. Wow, đúng là thành đẹp phố quá. Ngàn hoa. Còn nhiều loại hoa chưa kìa. Mà họ là trong lồng kính hết nhỉ? Dạ. Trong lồng kính. Đây là mình không sợ mưa rồi. Đây là hoa hồng ban. Đây là loại hoa hồng ban hả anh? Đúng rồi. Hồng ban. Hồng ban. Anh Phan Đà Lạt là cũng ở Đà Lạt rất là nhiều nên là nhiều khi ai mới chưa biết là anh nhớ là chia sẻ với em với nhé. Ngồi cái chỗ này chuột đẹp này. Dạ. Hoa đây đẹp này. Đẹp nhờ. Wow, đây nhiều hoa thật đấy. Mình sẽ vào trong khám phá xem đi. Nè chị Vân, cảm ơn em. Công ty đây nó có cái gì anh xem với nè. Đây. Ừ. Ở đây là cái này. Ở trong này hình như là cũng có bản đồ đấy. Khu rau củ quả. Trong này có cà chua rồi ớt chuông này. Ừ. Rồi cũng có nhiều nơi để check in này. Đặc sản rau sạch. Nói chung là về rau sạch. Nhưng mà chị Sương với hai chị là đã từng vào đây nhiều chưa? Sương chưa vào. Sương có đi vườn hoa rồi. Ồ đây vẫn có một trung tâm. Wow, ở bên kia kìa có khu check in đẹp này. Ồ. Oh. Wow, đẹp nhờ. Ê, nhưng mà em không biết là đi chỗ nào để ra đây. À. Đây, mình sẽ đi xung vòng xuống dưới này nha. Nhưng mà không biết là anh Phan là anh có biết là trong này nó có tầm bao nhiêu nghìn loại hoa không? Ở trong này á? Dạ. Theo Phan Đà Lạt biết tìm hiểu sơ sơ thì có tổng cộng là khoảng 54 loài hoa. Wow, 54 loài hoa. Dạ. Wow, nhiều hoa nhỉ. Còn chính xác tên từng loài hoa thì Phan Đà Lạt cũng chưa có biết, dạ. Chưa tìm hiểu kỹ lắm. Dạ. Nên là cũng nhiều loại hoa đẹp. Bây giờ mình đi hướng nào để đi ra ngoài kia nhỉ? Em thấy ngoài kia có nắng đẹp lắm. Đứng ở dưới này này. Wow. Sao sao mình không đi ra ngoài thẳng đường nữa? Đâu không, mình phải đi trong này mình cảm nhận hết chứ. Dạ. Rồi bắt đầu mình hoa đi. Hoa này là ngoài. Hoa gì hả? Đây là hoa hồng ban. Hoa hồng ban. Ui, bên này là hoa hồng đây này. Ừ. Phải không? À, không phải. Không phải hoa, giống hoa hồng nhưng mà không phải. Nhìn đẹp thế nhỉ? Hoa bất tử. Hoa bất tử. Sống đời à? Ồ. Nhìn đẹp quá nhỉ? Ở đây có bốn loại màu luôn. Cây này có dễ sống không nhỉ? Ba màu. Sống đời đã nó không chết. Sống đời ba màu. Sống đời là ba màu nó không chết. Thu hải đường. Đây ba loại màu luôn này, vàng này, hồng này, đỏ này. Và trong kia cũng là mùa cái rất là nhiều hoa trong đấy nha. Đến với Đà Lạt thì chúng ta sẽ chỉ thấy hoa là nhiều thôi. Dạ, anh giới thiệu cho em biết loại hoa nào nhá. Đây là hoa. Bên này là hoa xương rồng này. Đấy. Ờ. Và trong này chúng ta sẽ thấy là như một cái cao nguyên hoa luôn đấy. Dạ, tại vì là ở đây nhiều chỗ đẹp ấy nên mọi người sẽ dừng lại, mọi người đông nên là sẽ dừng lại check in nhiều. Chị ơi, em nghĩ mình ra ngoài này chụp ảnh đẹp lắm này. Chị ra đây. Đây đi ra đây. Đi đường ngàn hoa luôn. À, đẹp quá. Em làm vậy nè. Đây, mấy chị em mình làm này ha. 1, 2, 3. Ok. Dạ, cảm ơn. Đẹp quá. Đẹp nhờ. Bạt ngàn luôn. Thích màu này nè. Màu hồng của mình. Thơm quá. Đây, có cả nhiều màu nữa. Lại còn màu hồng của mình. À. Bây giờ chúng ta sẽ đi theo lối này, đi tham quan hết cái khu này bên trong. Mình phải đi đúng lộ trình đúng không anh? Không là... Nhưng mà thấy em thấy rộng quá nhờ. Ở chỗ này, dưới này là rất là nhiều hoa nên là mọi người chụp ở góc nào cũng đều đẹp nha. Đất trên mọi... bản đã có mặt ở Đà Lạt nha. Đất trên bản đã cảm có mặt ơn. Ở Đà Lạt rồi. Bên này hoa màu hồng, màu vàng này là hoa tên gì anh? Đây là hoa cúc. À, hoa cúc. Rồi, đây. Bên này là mới đẹp này. Giờ thấy hoa con đường đẹp thật ạ. Giống ở đâu? À, Hội An. Đẹp nha. Bên kia có một con đường luôn nè. Một con đường toàn ô luôn á. Bên kia có dâu kìa.
À, ở trong này là có vườn dâu bên trong này này. Đi, chị em mình đi vào tham quan này. Chú ý này. Là vượt được giám sát bằng camera, quý khách vui lòng không hái quả. Mọi người đừng vội nhá. Phạt 500 đồng. Ôi, một quả 500 nghìn. À 500 nghìn à. Đây này, 500 nghìn đấy cả nhà ơi. Lỡ tay một phát là 500 nghìn đó. Đừng lỡ tay nha mọi người. Dâu mà là không được hái dâu nên là nếu là mọi người không được ý. Đúng rồi. Không được hái dâu nhỉ. Mình muốn vào hái dâu thì mình... À các bác vừa bảo là... xin một quả không được. Các bác... Nhờ. Đây, đây có cameraman chạy bàn cơm đấy. Cho người ta hái quả dâu ăn. Nhưng mà trong này lại chỉ được tham quan chứ không được trải nghiệm hái dâu nên là mình cũng lưu ý là khi mà mình vào trong. Đúng rồi. Đây mọi người có thể thấy quả dâu chín nhiều chưa? À. Miếng thèm đấy. Dâu này cũng dâu bé thôi, cũng không to lắm. Nó là cái giống dâu của Hàn Quốc. À thế à? Cái vị của nó rất là ngon, thấy lại là ngon. Cái giá thành của chắc chắn là nó sẽ cao hơn loại dâu khác. Chị tả như thế là em cũng chảy nước miếng luôn á. Ở Đà Lạt thì nó sẽ có dâu đá nè, dạ. Dâu hương nè, dâu hương, dâu New Zealand nè, rồi nó rất là nhiều loại dâu. Dạ. Bên Nhật thì đây là dâu Hàn. Dạ. Chị là chị Mỹ Anh là biết rất là nhiều loại dâu nha. Nhưng mà nếu ở đây nếu là họ cho mình trải nghiệm hái dâu thì hay hơn. Đúng rồi. Ừ. Mình là cần phải đi phải có ăn mới cái này mình được. Hiểu được đó, dạ. Bởi vì cái giá trị của cái dâu này nó khá cao. À. Dạ. Đó là lý do mình cũng có rất là nhiều cái vườn dâu tại Đà Lạt để mình có thể là mình hái. Dạ. Rất là thoải mái. Tuy nhiên nó phải là dâu đá hoặc là dâu hương. À. Dạ. Đó, bây giờ người Đà Lạt rất là hay nha mọi người. Nha, đó. Mình sẽ hiểu được nhiều hơn. Ở đây là có đến 45 cái camera là chạy bằng điện. Và một camera mà chạy bằng cơm nữa. Dạ. Dạ. Đây là cái lá mà người ta hay để cùng miếng thịt bò. Ờ, đây là lá tên là gì đây anh? Hương thảo. Đi ăn thịt thịt con đó. Là hai lá này có vị phạt không? Ơ thơm nhỉ. Là hương thảo đấy. Nó dễ trong. Đúng rồi, nhưng mà lá này mùi thơm hơn á. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp ha. Cái cây này nó có cái tác dụng là đối mũi nè, cây hương thảo đó. Cây của nó là rosemary. Đây, bây giờ anh em mình đi tiếp ha. Chỗ này đẹp quá. Con đường này. Đây là cái dưa pepino này, thường thường mọi người sẽ thấy là dưa hấu là sẽ leo rồi nằm ở dưới đúng không? Vâng. Cái giá dưa này thì nó sẽ trèo lên trên những cái dây như thế này. Oh, cái dưa này ăn thì cái vị của nó không có quá ngọt nhưng mà nó vừa phải, cái trái nó ăn tới đâu tới đó, nó cũng là đặc sản của Đà Lạt đó. Nhưng mà lần đầu tiên em biết là loại dưa tên là pepino ấy. À, dưa của nước ngoài đúng không chị? Chỗ nào cũng 500k hết nha. Nhưng mà chị thấy nó cái trái thì nó giống trái cà chua nhưng mà cái cây thì nó lại giống cây ớt. Dạ. Ái mí nhá, cái này là dán ở đây chứ không dán ở cửa ra vào nữa, vô tình hái đầu kia ra qua đây là. Dạ. Vẫn là một quả là 500 nghìn nha. Nó cũng là họ của dưa hết đấy. Dạ. Anh có giống dưa gan không chị? Một chút chút thôi. Dạ. Người đây dưa hấu. Mà nhìn ra trái cà chua nha. Dạ. Đây, bên trong này là vườn bí á. Em thấy những quả bí rất là to luôn. Đây này. Đó. Chị có biết quả bí là bí gì không chị? Chị theo chị đoán không nhầm thì đây nó là bí sợi mì á. Bí sợi mì. Đây là bí sợi mì đấy. Một cái giống bí mà được nhập vào Việt Nam thời gian sau này đây. À. Lạ nhờ, như kiểu bông hoa nhờ. Lạ đấy. Nó có nhiều màu nó cơ. Bên này nhiều lắm này. Có màu đen này. Màu cam với cả màu đen này. Màu luôn này. Wow, đã quá nhờ. Đây này. Quả này, chung quả này nó mới đặc biệt này. Wow. Đó. Nhưng mà quả này là mình mang về kiểu quả này mà xào. Quả này to này. Xào với thịt không treo. Không biết là quả này ăn thịt ngon không các bếp, thịt lợn treo các bếp đúng không? Phải không? Nhưng mà tiếc người ta lại không cho mình hái nhở. Dạ. Thì chỗ nào mà cũng cho chắc là mình đi. Đây là quả gất mình, à? Mình mang thúng này. Đây vẫn là bí đấy. Vẫn là bí. Nhưng mà nó màu khác nhau. Quả bí này nó giống như là những cái đèn lồng ấy. Nhìn giống chuẩn đấy. Vâng, từ xa em như
chai gất. Đặc biệt là khi dạ. mà mình hái nó xuống xong mình đi nấu sôi, mình luộc nó lên á, dạ. xong bắt đầu mình đi ngâm nó vào nước lạnh thì cái phần ruột bí nó sẽ tự biến đổi thành những cái sợi giống như sợi mì vậy. Wow. Wow. Cái đặc biệt của cái bí này gọi là bí sợi mì là như vậy. Ngoài dạ. chợ có bán bạn Mỹ Anh. Dạ đây, ở đây có bán. Hay là mua quả sáng mai mình ăn. Mua ở đây luôn. Đây là mình hái một quả 500 nghìn á. Nửa triệu một quả. Ừ. Rất là nhiều quả bí dạ. Mình chỉ cần để cái bí như thế này thôi thì nó sẽ ra những cái sợi như thế này. Hay nhỉ? Như là mì ý luôn á, như những sợi như mì ý luôn. Độc đáo nhỉ? Nhìn cái quả này to bằng đầu anh Mỹ. Nhìn, nhìn cái quả này đẹp thật đấy. Còn đây màu cam này. Đây màu đỏ này này anh Mỹ. Đây là màu cam. Thế này có môi của pơ có đỏ bằng cái này không? Mọi người xem mà. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Mình đi qua mình tưởng vườn gấp. Trong này nhưng mà trong này khu rất là rộng luôn. Mọi người phải đi bộ nhiều. Mình mong là anh chủ của khu du lịch này mà xem được thì lần sau trồng một cái khu nào hái dâu mà ăn được cho chị em đến thèm chảy nước miếng. Ngay cả anh còn đang thèm. Nhưng mà ở đây là mình không được du khách không được trải nghiệm hái thì mình thấy hơi tiếc tí. Đúng rồi. Anh còn đang thèm nên cháu đang nói gì các em dạ. có thèm không? Thèm từ lúc mà chị Mỹ Anh tả anh ngon ngọt như thế nào là sao chảy nước miếng luôn. Ra đây mình xem mình có thì mình mua ít mình ăn thử cái loại dâu đấy đi. Dạ. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, bí khổng lồ đấy. Nhưng mà lại không ở vườn, nếu mà ở vườn là... Wow, bí này to chưa kìa. Bí khổng lồ mọi người ơi. Thật đấy, bí này là có thật. Đây là thật đấy. Đúng rồi. Nên anh em mình chụp ảnh ở những quả bí này đi. Chụp ảnh đi. Nhớ. Vui lòng không trả vào bí thôi kìa. Xin lỗi nha. Đây là dạ, quá nguy hiểm luôn. Đây, chị em mình ra đây chụp ảnh đi. Em xin phép nha. Đây, chị ra đây. Đúng đó. Đây, chị em mình làm chụp ảnh nhé. 1, 2, 3, ok. Rồi, cảm ơn. Đặc biệt này chị cũng là siêu to khổng lồ luôn. Quá đẹp. Quả bí này chắc cũng phải 50 cân đấy nhở. Bí sữa này. À, bí này nhìn đẹp quá. À, bí vừa nãy tên là bí thiên nga này. Chắc là nó như những con thiên nga ấy. Dạ. Yeah. Nhưng mà nhìn cái nó dài dài nhỉ. Đây là bí thiên nga này là 80.000 một cân nha. Nó dài dài này. Đó. To nhỏ. Đó, 80.000 một cân. Đó, bí sữa là 100.000 một cân. Và bí giọt đó, có cả nó giống củ hành ấy. Dạ. Cái này giống như là chơi tô màu ấy không nó ra cái đúng không? Dạ, đúng rồi. Ủa, cái này giống như cái gì nhỉ? Cái này giống gì? Cái cháy lựu đạn. À đúng rồi nhỉ. À. Cháy lựu đạn đấy chị. Nhưng mà em thấy đẹp quá, những quả bí này. Ở Đà Lạt mình ấy rất là nhiều loại giống rau củ quả mà đặc sắc mà không có nơi nào có luôn ấy. À, trồng nhiều loại rau củ. Đẹp nhỉ. Mình sẽ để lại chỗ cũ ha. Đây này. Bên này này, bên này như vừa nãy chị Mỹ Anh giới thiệu đây là bí sợi mì này. Đó. Mình đánh. Cuối cùng anh mua được dâu tây. Một gói như thế này là bao nhiêu ấy? Cái này có 150k thôi. Đi trên đường anh cũng rất là thèm rồi. Không được ăn. Chị Mỹ Anh ơi, đây là quả muối xí muối nè, mà sẽ ăn cùng. Đây là quả của Hàn Quốc hay là của Nhật hay là của Mỹ hay của này mọi người ngửi thử nhé. Nghe mấy người ở trong vườn dạ, thơm lắm. Dâu Hàn Quốc đó. Dâu Hàn Quốc. Thơm quá. Em nghe thơm được. Thơm quá chị. Đây. Ôi, không thể. Em mời anh chị nha. Đâu là anh Phan Đà Lạt rồi. Cái này có thể mình không biết muối Phan Đà Lạt. Anh bảo này bỏ lên đây rồi để đổ muối một góc này, ai muốn chấm muối cũng chấm này. Đấy. Sẽ đổ vào đây ha. Ừ. Đây được ha. Này, đây, với cả nhà nhá. À. Anh Phan Đà Lạt là đi chơi đồ vất vả rồi. Mời cả nhà nhá. Nhà. Mời cả nhà nhá. Mời nhà. Ngon quá. Ngon tỉnh người luôn. Ừ, mời nhà nhá. Ua. Ừ, ngon quá nhỉ. Ngọt thật sự luôn á. Thêm quả nữa đi. Ừ, ăn đi. Ừ, ngọt thật á. Ngon lắm. Ngon lắm. Nhưng mà kết hợp với cái muối xí muối này. Dạ. Chua ngọt mặn mặn. Cái này mang về được mấy ngày anh biết?
Này. Mình tính mua về mang về mà chắc là không được. Không được. Mình về đến Hà Tĩnh mình lâu ngày quá. Anh pha lên cho đây ăn dâu này. Anh mà không ra vội anh mua món gì cho bọn em là ăn hết á. Cái của nó là không được thái vì nó rất là ngon. Sao trái này ngọt dữ ta? Không mà vẫn phải nên cho hái mỗi người quả thôi. Nhỉ. Có nhân viên ấy. Không tại vì là đông khách quá. Đằng nào mỗi người quả là quả bé không chỉ kịp lớn luôn á. Hái đi hết cả vườn nhỉ. Ăn dâu anh. Các chị và mọi người đây này, đó. Đây. Đây là cà chua mini này. À. À, bao giờ thích ăn mì cà chua? Em mời cả nhà nhá. Mọi người ăn được cà chua thì ăn nhá. Chị cũng thích cà chua. Đây, mình sẽ ăn thử nhá. Nhớ bảo mình đi câu cá không nhỉ? Bảo ăn hai lên về ăn cả. Anh thử xem có ngọt hay chua nhá. Ngọt, cà chua này ngon lắm. Ăn đi em. Chua này được á. Mình không quái cà chua đâu, mình đang ăn cái này ngon rồi, giờ ăn cà chua. Cà chua ngon lắm. Nó thật không? Nhưng mà mình ăn cà chua rất là tốt nhá, ăn đẹp da này. Tốt cho sức khỏe này. Ăn mát này. Cái muối này. À, cảm ơn anh Phan Đà Lạt nhá. Cái muối này là ở trên này có bán không nhỉ? Có bán muối xí muội á. Muối xí muội. Tú tới đây sẽ bán thêm cả muối xí muội nhá cả nhà. Anh Tú lại thích muối này đấy. Anh Tú thích muối này rồi đấy. Nhưng mà giờ hợp với dâu thôi. Ăn từ từ chị vợ. Thơm nhỉ? Tại vì mình ăn nó bị khó ra. Cái này là ngày bán xưa ấy, rồi. Các cụ là dạy con gái mà về nhà chồng mà có ăn cá ấy, có cà muối ở ngoài Bắc ấy, là ăn là phải cắn mà phải ngậm mồm vào. Đúng rồi. Nhưng mà mồm ra hoặc vào mặt bố chồng, là mình phải cho mẹ, vào mẹ chồng là thôi xong luôn. Ấy. Cả về nơi sản xuất ấy. Thế nên là ăn này, ví dụ như quả cá này. Đâu, anh ăn thử cho bọn em xem ạ. Ăn cà chua. Đây để em không thử. Được vào mồm. À không, ăn không được vào mồm. Đây là nếu là mình cắn nó. Ai mí là học theo cách ăn của anh Tú nha. Tưởng tượng đấy là quả cà. Dạ anh cảm ơn. Ngon quá dâu, ngon quá nhỉ. Ừ. Bảo Hân ăn mấy quả rồi? Bảo Hân chắc không? Không nhớ. Con nhiều quá con cũng nhớ. Ăn đi, không ăn đếm được đi. Luôn. Ừ. Em cũng thế. Đây, anh em con mình đi tiếp đi. Thôi nhỉ, bây giờ mình di chuyển đến địa danh khác nhá. Em thấy ở ngoài này mình còn chưa chụp ảnh ấy. À thế à? Vâng. Ngoài này là có bãi cỏ đẹp cực luôn. Hoa này sao đẹp, đẹp tươi này. Ừ. Ai ăn thì cứ ăn nhá. Dạ. Anh cầm đây. Vâng. Ngoài này là có không gian bên ngoài. Chứ ở bên trong này là sẽ có nhà kính nha cả nhà. Đó. Ở này có con đường trong tróng rất là đẹp, hình trái tim. Wow. Gió thổi này đẹp lắm cả nhà. Trong tróng trái tim. Ừ. Ở ngoài này thì là mọi người vào đây thì sẽ chụp ảnh đẹp hơn tại vì là có ánh sáng tự nhiên á. Nên là anh mới mong là mọi người sẽ cố gắng đi qua cái đoạn đường mà là nhiều hoa ở trong nhà kính ấy thì mình sẽ thấy là cái chỗ ngoài trời thì chụp ảnh đẹp hơn. Này cái ánh nắng lên cái trái dâu cũng đẹp. Nà. Bên kia còn nè. Cái bông này là bông lavender này. À. Bông hoa này rất là thơm đúng không chị? Có phải tinh dầu có tên của nó cũng có tên là ói hương nữa. Đấy, tinh dầu. Nó có loại tinh dầu luôn đấy. Ừ. Thơm không? Thơm nhẹ nhẹ. Tinh dầu từ những cái hoa như thế này. Hoa lavender. Hoa rất nổi tiếng mà mình về cắm hoa cũng đẹp này. Ôi mấy chị em đứng vào ngang đấy đi nhìn đẹp lắm đấy. Đây. Đây. Mấy chị em vào đứng đi. Em thấy đường vào đây này. Cái này là nó đẹp không? Có loại tinh dầu hoa lavender này. Gọi là tinh dầu hoa ải quả hương đúng không? Đúng rồi. Đây hay đi gì vào đây này cho các chị vào đây. Đó. Đông về đúng không? 1, 2, 3. Ok đẹp. Đây mình sẽ đi tiếp mà. Dâu này. Dâu đây ngon. Ơ, nãy giờ mình ăn nhiều quá rồi. Ờ, em thấy. Cố gắng ăn hết hộp dâu nhé cả nhà. Em muốn no luôn rồi á. Mỗi người quả nữa nhá. Cho hết hộp dâu. Mình đẩy cá chua lại nhé cả nhà. Mình ra vào tình trường cho anh tài xế. Được. Ok. Tài xế của mình đang ở ngoài. Okay. À, quá tuyệt vời anh. Đây. Hoa thơm mỗi người người một tí mà dâu ngon. Đây để em để dành cho bé caramel của em nữa. Được rồi, ok. Cảm ơn anh nhé. Ôi kìa, nhìn cái máy cày chở hoa đẹp chưa kìa. Đứng gọn ra đúng không? Máy cày chở hoa đẹp kìa. Wow. Rất là lạt luôn. Đây mọi người đang trồng hoa, vận chuyển hoa ấy. Đẹp nhờ.
cái gì đó rất Đà Lạt. Đà Lạt phải không anh? Nhìn cái bây giờ là mọi người cũng đang chụp ảnh này. Bây giờ là mình sẽ di chuyển đi những địa điểm tiếp theo ha. Mình thấy là làng hoa Vạn Thành là giá 100.000 bên trong. Nếu mà mọi người yêu thích hoa thì cũng có thể vào trong này chụp ảnh. Nói chung là chụp là từ sáng đến tối ấy. Đúng rồi, thật sự là thoải mái. Mình mà đi chỉ có một vòng thì với lại không được trải nghiệm hái dâu nữa. Đúng đi rồi. Như anh em mình thì em biết gọi là gì không? Đi có 20 phút. 20 phút thì gọi là gì để... Lướt gió ấy. Không. Lướt đi gió. Cưỡi ngựa xem hoa. cưỡi ngựa xem hoa. Lối ra đâu nhỉ? Chiều nay là mình cùng với lại là anh chị đi thăm làng hoa Vạn Thành. Xong rồi cùng anh chị sẽ đầu kéo là đi mình sẽ có đi tàu ở trên ga tàu Đà Lạt đấy. Mọi người có thể theo dõi ở trên kênh xe đầu kéo Vlog nha cả nhà. Và hôm nay rất là buồn là chị là Dương với lại là bé Hân là có thể ở lại, nhưng mà sau là bé Hân là hướng lịch học nên là phải về gấp, là tối nay là về luôn rồi. Drama. Hôm nay là mình vừa ăn buffet chay ở trên kênh anh Tú xe đầu kéo Vlog, còn ăn lẩu gà lá é chay nha cả nhà. Đó. Lẩu gà lá é ở trên kênh Bảo Hân Vlog nha. Bé Hân là chị chúc là em là đi về học giỏi, chăm ngoan học giỏi và kênh ngày càng phát triển nhé. Bốn người ôm nhau. Sau đó là cảm ơn anh Tú là kéo. Đau lòng đấy. Cảm ơn hai em đã đến biển luôn. Là hôm nay là đã cho hai mẹ con này trải nghiệm tàu này, rồi trải nghiệm trên kênh bếp của bạn, là được biết là khán giả cũng qua ủng hộ xin nữa, rất là dễ thương luôn. Rồi cảm ơn khán giả trên kênh của bếp của bạn nhiều nhá. Ủng hộ hai mẹ con thì cảm ơn nhiều. Bây giờ tôi mới là hiện tại là Ai Mí đang ở vòng xoay trước cửa chợ đêm Đà Lạt của nhà. Ở đây là mọi người cũng có thể thấy là đằng sau mọi người trang trí không khí Noel rất là vui. Đây là ba chú người tuyết rất là đáng yêu mà có tư thế rất là hài nhá. Đây là đố xem là ai đứng được lâu hơn nhá. Đây mình sẽ đứng này này. Đây vậy giống ba anh em mình ấy. Đây ba anh em mình cầm tay nhau. Cầm luôn à? Dạ, đây cầm tay nhau. Tay ra. Đây. Vững quá. À đây. À, thế này. Phải quay đầu thôi. À phải quay đầu thế này. Merry Christmas. Nhìn nó đứng vẹo người này đứng được. Wow, và con rất là đáng yêu luôn á. Vẹo này phát bị điên đẹp ấy. Ở đây là có những đây là cây luôn á. Cây thật luôn á. Đây là những cây hình đánh đàn. Wow. Đây có hai con chó đáng yêu nhá. Đẹp quá. Hello. Đáng yêu quá. To thật. Ở bên trên này là chợ đêm cả nhà ơi. Chợ đêm hôm nay đông quá anh ạ. Bipper đứng kiểu như này này. Đợi khi nào em có người yêu đã. Nhưng mà từ đây mình thấy chợ đêm là cũng rất là đông luôn ấy. Này, nhìn thấy đông như là lễ hội luôn nhỉ. Đây này, cái áo này là mấy năm trước khi mà anh mới gặp anh Dũng, chị Diễm là anh mặc cái áo này đi chơi Đà Lạt. Bây giờ là anh cái áo này à? Áo này là được được bao nhiêu năm rồi anh? Anh nhớ 3-4 năm ấy. Vừa lấy là mặc cái áo gió ấm hơn, nhưng mà do Hải Yến là ông nọ
gửi hết quần áo về rồi, bây giờ nhường lại cho Hải Yến mặc thôi nhá cả nhà. Em là may mắn là cũng chỉ còn một cái áo này. Bây giờ mình đi sang kia vì anh cũng chịu lạnh tốt đấy. Dạ. Đổ lên. Mình sẽ đi sang đường ha. Mình vừa đi qua đường rồi cả nhà ơi. Đó. Đây là cổng chợ rất là rộng luôn. Dạ. Xe nhở, ngày trước anh đi có thời kỳ anh đi là chỉ có đi bộ thôi ấy. Đúng rồi, cái năm ngoái cơ bản anh biết là cũng có lên Đà Lạt đấy là đi không cho xe vào đâu. Đấy, đi, đi xem mấy cái khu ăn uống này đi. À đây, chào anh. Đây là anh Phan Đà Lạt là vừa đi về, bây giờ mới ra này. Wow. Đó, này là có rất là nhiều đồ nướng nha. Mọi người ăn thì là cứ gọi nha. Bên này có bánh tráng nướng này. Bánh tráng nướng là anh Mía có ăn miền Tây rồi là ngon. Có các loại đồ nướng, tôm tươi thứ. Nên là mình sẽ đi một vòng đi xem là sẽ có quầy nào đặc biệt thì mình sẽ về mình sẽ ghé ăn nha. Dạ. Hôm nay là sẽ đưa chia sẻ với cả nhà là chợ đêm Đà Lạt này sau năm ngoái với năm nay thì sẽ có gì thay đổi, xem là có thêm những món gì mà mình chưa biết tới thì mình sẽ quay và mình ăn chia sẻ tới khán giả. Nếu mọi người có gì mà tới Đà Lạt thì mình có thể là ghé qua những cái thước phim của vợ anh Mí, mình có thể là biết thêm đó. Dạ, vâng. Bây giờ mình sẽ đi đây, anh Tú xe đầu kéo lại đang chốt đơn là trà rất là được rất bán. Ai mình mua ít xôi nhở, đang lại lạnh này ăn xôi là ấm bụng á. Em nghĩ là lạnh như này ăn xôi được á. Dạ. Vậy mình có một phần nhỏ nhỏ đi nhở. Dạ vâng. Anh ơi, mình bán một phần bao nhiêu ạ? Có xôi ngọt 30, xôi mặn 35, ăn tất cả đủ màu ấy, thì 35, 40. Thế thì cho tất cả bốn đủ màu luôn đi nhở. Dạ. Cho em một hộp mà 40.000 mà đủ màu luôn ạ. Dạ. Tại vì là mình sẽ đi đây là mình ăn hết xem là có món gì đặc sắc thì chị em mình ăn. Vì cái thời tiết bây giờ lại lặng này ăn xôi, nó hôi hổi nó sẽ ngon hơn đấy. Đúng rồi. Anh vừa mới đi ngó xem cái này có chỗ nào áo nó dừng luôn luôn nghe đổ cho em ơi. Dạ. Và em là đang mua xôi anh ạ. Xôi đây nhìn hấp dẫn lắm anh. À, mua xôi đây là nước sôi này, mình chan vào cái gì vào là anh? Nước sốt. Nước sốt gì đây ạ? Nước sôi gia truyền. À, nước sôi gia truyền. Đây là bí mật không thể bật mí được rồi. Đây là còn sôi là còn cho thêm cả trứng cút nha. Đây lạ nhỉ. Dạ. Sôi này là sôi tây. Lạnh quá, ủ nóng quá. Ngũ sắc ở ngoài chợ phiên đấy nhỉ. Dạ. Sôi ngũ sắc thì thường người ta sẽ là để hết trong một cái đựng đấy nhỉ. Đúng rồi, một cái nồi. Mà đây thì anh cho em là 5 cái thìa nhá. Còn em kiểu là đi trải nghiệm một thứ ấy. Ăn một thứ. 1, 2, 3, 4. Cho em 4 cái thìa rồi. 5 cái đúng rồi. Anh nhớ vào kênh Bếp Trên Bản để xem video nha. Rồi. Dạ, em cảm ơn ạ. Dạ, em cảm ơn ạ. Chị Pơ thanh toán chưa? Thế đấu không? Dạ, em cảm ơn ạ. Đây, bây giờ là ăn luôn đi anh Tú ơi. Đây, Phan ơi. Để từ từ các em trải nghiệm đó, từng món một là xem thế nào. Dạ. Đây là xôi có gà. Vâng. Đây, anh mới ngồi ăn một miếng đi, ăn thử đi. Ok, anh là tín đồ của xôi ấy. Là anh thực ra cũng rất là thích ăn xôi, nhưng mà bây giờ anh sẽ ăn cái xôi nếp cẩm ấy, cái xôi mình chưa thử bao giờ cả. Tại vì là trong chợ đêm Đà Lạt là có rất là nhiều món nên là mình cũng là ghé một ít để ăn thử chia sẻ tới cả nhà thôi. Nói thật ra là tối nay là mình vừa ăn lẩu gà lá é chay ở trên kênh của chị Sương rồi. Chị Bảo Hân Vlog rồi. Nên là tối nay với anh chị em mình là sẽ quay chia sẻ mọi người thôi. Đây là vị màu cam này, là vị gốc đúng không? Mời cả nhà nhá. Đây sẽ có vị màu xanh này, màu nếp cẩm này. Nếp cẩm thơm quá. Nhưng mà mọi người cho có 3 quả trứng cút mà 1, 2, 3, 4, 5 người. Ăn đi, anh đang đo, anh không ăn được trứng cút. Cái này là chưa không được. Em trêu ấy, mọi người ăn đi. Đây là lá dứa nha. Cơm rất là dẻo, thơm ấy. Đây là một lá dứa này. Để mình gắp cho bạn Yến là một cái quả trứng cút nhé. Xôi này ngon à, miền Tây. Không có chan thêm cái nước sốt của mình nữa. Kiểu là ăn được trứng mình bây giờ đang bị ho. Nào. Đây là xôi theo kiểu miền Tây này, mình ăn sẽ có vị hơn ngọt anh ạ. Đậm chất miền Tây. Cái nước sốt gia truyền đấy, rất là ngon luôn đấy. Tìm sữa đậu nành nữa anh ạ. Đúng rồi. Đi Đà Lạt đấy. Dạ. Đi Đà Lạt là mình phải uống sữa đậu nành, ăn bánh tráng nướng. Có miếng giấy lau không anh? Ngon. Lấy miếng giấy lau cho khách kìa. Thơm lắm. Đây
Đầy đủ là các món luôn. Cho chị Pơ ăn thử hết nhé. Đây, bây giờ mình sẽ đi tiếp đi. Ở đây là... Rồi. Đa số ở chợ chợ đêm thì thường là đồ nướng này nhỉ? Có bánh tráng nướng. Dạ. Bánh tráng nướng là một món ngon đấy. Mà rất là nhiều người đến Đà Lạt mà thử. Dạ. Đây đều là đa số là đồ nướng hết đấy. Theo kinh nghiệm của anh ấy, chỗ nào mà đông nhất, tập trung đông. Quán nào mà đông nhất thì sẽ ngon nhất. Đấy là quán này sẽ là... Đây mình sẽ đi quán đông nhất. Dạ. Đây. Anh Phan là có hay đi chợ đêm này không anh? Anh là có hay đi chợ đêm hay không ạ? Hả? Anh là có hay đi chợ đêm Đà Lạt này không anh? Chợ đêm này đi thường xuyên luôn. À. Thế anh thấy là món nào ngon nhất ở đây ạ? Ở đây ấy, thường là nếu mà du khách có ghé chợ đêm ấy và chọn chỗ ghé vào chỗ nào quán ăn đậu ăn bánh ướp đây là bánh tráng này, bánh tráng ngô khoai nướng này, ngô nướng này. Ơ nhưng mà là vì cái tủ này này. Đây là món trứng này là trong món gì đây? Gà bánh ướp lòng gà này, gỏi gà lòng trứng non, lẩu trứng non này. Đây là mình ăn lẩu hay là ăn bánh này? Bánh ướp lòng gà, gỏi gà là. À bánh ướp ở dưới này gọi là kiểu bánh cuốn đúng không ạ? Ăn vui vui nhé em ngồi chơi. Có lẩu gà là ý này. Là em một người ăn mình sẽ ăn bánh tráng nướng trước nha. Hai mọi người muốn ăn cái bánh này không để em? Con lừa vào những tần kiếm mọi người chị gái nha. Người to thì với anh không ăn được trứng. À. Thế anh cũng không ăn được trứng thì mình sẽ ăn bánh tráng nướng đi. Đây. Anh Tú ăn gì anh? Cái này anh ấy đi, các em cứ trải nghiệm đi. Cho cháu 4 cái bánh tráng nướng ạ. 1 cái bao nhiêu cô? 2 cái. 2 cái thôi. 25. Cho con 2 cái thôi. Nhưng mà em ý nhìn sơ qua là có thấy giống bánh tráng miền Tây không? Em có thấy sự khác biệt không? Bánh tráng miền Tây là mình ăn là mọi người sẽ tráng luôn. Còn đây là cái cô là để làm trước sẵn. Không, nhưng mà chị ý chị là em phải xem cái nhân nó ấy. Sẽ có gia vị khác nhau luôn ấy. Bánh tráng ở trên Đà Lạt này. Nó hấp dẫn chưa? Đang nóng nóng hổi ấy, mình ăn cũng rất là hấp dẫn. Mình sẽ bẻ ra chia cho anh em mình ăn nhé. Tại vì mọi người là cũng mà vừa ăn tối. Ăn tối xong. Giờ là mèo. À đây, cô cắt cho này. Dạ. Cái này là hình như là thành phần là có gì trứng rồi phô mai à, xúc xích à. Vâng. Cho anh miếng nhỏ nhỏ được không? Anh ăn miếng nhỏ đó. Có người ạ. Có người cô. Đây, anh Phát. Đây, thưởng thức mấy người một ít. Thưởng thức mấy người một ít. Đó. Thơm quá. Anh Mỹ ăn thử xem là vị của... Có mùi vị có giống ở bánh tráng mà mình ăn ở An Giang không? Em thấy là nó không có tép ở bên trong. Đúng rồi đó. Đây, mời cả nhà nhá. Nguyên liệu khác nhau. Đây, cô đang tráng bánh trứng này, rồi là hành này. Đó. Đây là xúc xích này, cô cho xúc xích vào. Đây là mây. Thật ra là anh thấy là công thức mà tráng thì hầu như là quán nào. Đây bò khô hả cô? Cô làm một cái này này có giá là 25.000 thôi. Cũng giống ở dưới lễ hội mà hôm nay mình đi cũng 25.000 đó. Ngon cô ạ. Ngon lắm.
Cảm ơn cô ạ. Em là chị Pơ lần đầu tiên lên chợ đêm Đà Lạt đã có thưởng thức món này rồi anh. Đúng rồi. Rất là hấp dẫn. Đây là bún riêu. Xin chào cô ạ. 40.000 một tô đồng giá cho không còn đồ luôn ơi. Các loại gà lá ế, cơm gà ta đầy đủ. Em ăn hơi nhiều em không cảm ạ. Không, em có giới thiệu khi nào ăn có lại ủng hộ dân. Dạ vâng. Giới thiệu ạ. Dạ cô rất là nhiệt tình luôn. Quay quay cái này. Ở đây không ngọt đường. Dạ đây cô cho con quay chia sẻ mọi người được nhá cô. Chả cua. Chả cua. Chả cua. Trước là con có ăn quán cô một lần rồi đấy. Năm ngoái con ghé con ăn quán cô ở đây. À. Hôm nay con lại ghé lại. Con hơi lại... no tí. À, nồi đây là chả cua đúng không cô? Bún riêu cua. Bún riêu cua. Cua bên này này. Nhiều chưa? Chả cua khổng lồ luôn nhỉ? Khổng lồ luôn. Còn món bên này là món gì hả cô? Bún bò Huế. Bún bò Huế. Cô cho gừng xả rồi là tiết rồi các thứ. Nước dùng rất là thơm. Đặc biệt là mình thích nhất là cái đùi gà của cô ấy, thịt gà dai thì bác chắc lắm. Trước đây mình đã ăn thử đùi gà để ăn ngon lắm. Tiên mình đi cùng với là anh Hải chị Tuyên lên Đà Lạt đấy. Là mình ai mình chị Pơ là cũng có vào chơi chợ đêm Đà Lạt rồi. Chào không? Cháu giùm cho cô. Dạ. Chào cô nhé. Con là trong YouTube nào đây? Con kênh YouTube là Bếp Trên Bản ạ. Bếp Trên Bản. Đúng rồi ạ, Bếp ở Trên Bản. Mở ra cô ấy. Dạ, mai 11 giờ cô vào đăng ký ủng hộ con nhé. Vâng, rồi, là có thấy cô ra. Ở trên TV luôn ạ. Dạ. Kiếm thêm được. Dạ, cũng cảm ơn cô. Cô cũng rất là thân thiện đấy cả nhà. Cũng một cái điều là bây giờ ở đây không còn có cái không gian đi bộ hoàn toàn ấy, nó bị lẫn tiếng xe cộ đi vào. Dạ. Cả xe ô tô, cả xe máy đi vào nó hơi bị ồn ào một chút. Vâng. Đấy. Không còn cái không gian như ngày xưa nữa. Hai cái gian hàng sát vào nhau này mình đi có thể xà qua xà lại hai bên đấy. Dạ. Bây giờ rộng và xe cộ đi lại được. Nên là hơi ồn đấy chứ. Ở đây là mấy cái bánh. Cái lượng khách mà lên Đà Lạt đông quá nhỉ. Bánh ngọt, bánh quẩy, bánh mì gì. Uầy, bánh thì nhìn hấp dẫn chưa? Đây có các loại bánh này. Bánh này. Bánh này bánh gì hả chị? Bánh tiêu. Đây là bánh tiêu này. Mình ăn rồi anh biết. Mình đi ăn rồi. À dạ. Đây mà có nhìn cái hàng sữa đậu lành nóng quá. Hay là mình ngồi đây ăn bánh đi. Em thấy rất là hấp dẫn luôn á. Dạ. Ồ có cô có là có những loại sữa gì đây cô? Đậu xanh, đậu phộng. Đậu phộng, đậu nành. Đó. Ở bên này là có cả atiso nữa. Atiso là màu tím. Đây màu đen đen này. Ở đây thấy hấp dẫn quá. Dạ. Em mình uống ủng hộ cho cô đi. Nhưng mà mua một cốc bao nhiêu tiền hả? Đây này. Đây này. 15.000 một cốc nha. Đậu nành, đậu xanh, đậu phụng, atiso. Dạ. Dạ mọi người uống nước gì gọi nha. Anh uống nước gì anh? Cháu uống đậu lành nhiều rồi nhưng mà bây giờ đi Đà Lạt thì thử cái đậu xanh à. Dạ, đậu xanh. Thế em uống đậu nành đi. Tại vì là vẫn là thưởng thức các món đặc sản ở Đà Lạt. Anh Phan Đà Lạt là anh uống gì đấy ạ? Phan Đà Lạt uống một ly đậu nành. À, uống đậu nành rồi anh Mỹ. À. Mỗi người mình là sẽ chia là mỗi người uống một vị caramel uống gì đậu xanh. Đậu xanh. Ok. Rồi. Ba đậu nành đúng không? Hai đậu nành. Em với ai uống đậu nành? Cô ơi. Em uống đậu nành ba hay nành đường? Nành đường ạ. Nành đường dạ. Cô ơi, cho con là một nành đường. Hai nành đường anh. Hai nành đường. Một đậu xanh. Anh Tú là uống gì? Đậu xanh. Hai đậu xanh. Hai nành đường, hai đậu xanh lại. Anh Phan Yến là uống gì? Gì ạ? Đậu phụng. Đây, một đậu phụng ạ. Hai nành, hai nành. Nghe rồi. Dạ vâng ạ. Còn đây là bánh gì đây hả cô? Su kem. Bánh su kem này. Vâng, đó có rất là nhiều bánh. Em mình sẽ chọn bánh để ăn cùng với lại là mình sẽ ăn bánh gì đây? Mỗi người mỗi loại một cái nha để ăn thử nha. Dạ. Bánh là mỗi cái là 10.000 đúng không cô? Tôi là đã ăn rồi nhưng mà mình bánh tiêu nữa chị Tọa để quay chia sẻ với khán giả ấy. Nành lành này mà ngồi uống đậu nành rồi là ăn bánh ấy, bánh nữa. Rồi lấy nè con. Dạ có ạ. Lấy đi cô làm nóng cho nó rồi. Làm nóng xong được trả lại nha. Rồi con lấy đậu phụng. Cô làm nóng cho con nhé. Con lấy đậu phụng. Một ly. Con ít đường thôi.
không bỏ sữa. Dạ, cảm ơn. Đi. À, lạnh lạnh Đà Lạt lạnh nhưng lạnh mà, nhưng mà đừng có ai hút bằng cái ống hút này nha. Sao? Không là bỏng lưỡi. À, bỏng. Em đã từng bị rồi anh ạ. Không, anh vừa thử rồi. À. May là chắc là lại ấm bớt rồi ấy, chứ không à, anh đã bỏng trước rồi. Nên là mình đây. À, mình chỉ à, cả nhà nha. Cô vừa đang đun nóng ấy, nên là không được hút cái này. Thời tiết Đà Lạt lạnh lạnh, mình mọi người đi chợ đêm hay đi đâu rồi mày làm một cái cốc sữa đậu nành này này. Ừ. Ngon quá. Ấm bụng quá nhỉ. Lạnh lạnh đã quá. Ê, anh em mình ăn bánh đi, không là tí bánh nguội hết á. Đây là bánh tiêu à. Đó, có loại bánh này này. Mình ăn này, mọi người ăn bánh gì mọi người lấy nhá. Ok, ok. Em sẽ bánh này đi. Em sẽ bẻ cái bánh bẻ này chia mọi người ha. Em lâu lắm anh bánh này tiêu đấy. Ồ, bánh tiêu này. Wow. Em mời anh. Đó. Thơm hết nhỉ. Em mời anh Phan Đà Lạt nhá. Thơm quá. Mời cả nhà nhá. Đây, chị Pơ ăn bánh này. Mà ít ngọt. Đây, anh em mình vô đi. Yo, rồi bạn. Yo, mời cả nhà nhé. Vừa ăn bánh xong rồi uống. Ngon mà. Sữa đậu nành là vừa với lăng hóng hổi ấy. Xong rồi ăn một miếng bánh, ăn một uống một ngụm mà sữa đậu nành. Và mình thấy không khí Đà Lạt lạnh này. Vừa ngồi nhâm nhi cái ly sữa đậu nành với cả bánh. Chỉ cần ngồi ngắm đường mọi người đi qua đi lại thấy thích cái không khí này. Hôm nay mà đông anh nhỉ? May đầu tuần mà vẫn đông thôi. Không biết được cuối tuần là mình có chỗ để đi không? Đông lắm. Nhưng mà anh tiếc không gian chợ cũ. Cái đường nó sát sát vào nhau, đi hai bên đường gần mà không có xe, không có ấy đi đi bộ ấy. Chắc là cuối tuần họ mới ngăn đường. Cuối tuần mới bắt đầu cấm xe máy vào. Nhưng mà nhưng mà đã lên làm bán chợ đêm mà hàng tuần này cũng lên đi bộ an toàn mà đỡ ồn ào, mình sẽ trải nghiệm được nhiều thứ hơn, nhiều loại bánh nhỉ. Dạ. Nhưng mà anh đi uống nước sữa đậu nành ngon không? Ngon. Bên là sữa đậu nành, đậu nành đậu xanh, đậu xanh, sữa đậu xanh. Không bị quá ngọt đâu. Bây giờ có đi ăn thêm mấy món dâu, món ô mai không? Dạ. Thì, bây giờ ăn bánh xong là sẽ đi mua thêm ít chút hoa quả ăn để đỡ. Anh nghĩ là các em nên thử thêm mấy món này. Mình thấy là mọi người bán rất là nhiều dâu này. Ở đây là dâu tây Đà Lạt nhé cả nhà ơi. Rất là tươi bóng ấy. À, chào chú ạ. Dâu này mình bán như thế nào chú? À, cảm ơn ạ. Đây hoa bất tử. Đây có hồng rồi này. Hồng dẻo này. Đây là hoa bất tử đúng không ạ? Bao nhiêu hoa một bó bất này? Tử. Đẹp quá. 20 ngàn à? Hoa gì ạ? Đẹp có quá. Có ai thích không? Mua tặng cho một giỏ. Cái này dạ. Để được rất là lâu. À. Gọi là hoa bất tử ấy, bọn em có thích không? Dạ. Mua đi. Dạ, em đấy cảm đi. Ơn. Ai thích thì chọn anh đi. Anh mua mang về để xe thôi. Đúng rồi, cái này anh mua mang về để xe đẹp đấy anh. Không ai thích à? Dạ. Anh mang về xe. Tại vì anh để xe thì em cũng được ngắm cái đoạn đường này từ đi về Tây Bắc mà. Đúng rồi. Đi tiếp nhỉ? Nhưng mà hồng dẻo này cũng là đặc sản ở Đà Lạt này. Dạ. Em cảm ơn anh nhé. Nói về Đà Lạt thì không thể thiếu dâu ấy. Đúng rồi. Cái hàng ô mai mà đông đúc ở trên kia ấy. Dạ. Rất là nhiều đặc sản bán ở đây, mọi người đến thì mọi người cũng có thể mua về làm quà, mua về ăn này. Đây là dâu lắc này. Này, em chào chị. Dâu lắc, xoài lắc 20.000. Đây là một hộp 20.000 đúng không chị? Hộp nhỏ 20.000, hộp lớn 40.000 đấy. Ồ. Ăn thử mỗi thứ một tí mình ăn hộp nhỏ. Để cho em. Thế ăn hộp nhỏ 40.000 đi. Hộp nhỏ 40.000 đúng rồi, ăn hộp lớn. Em mình lấy hộp to đi. Hộp lớn và hộp nhỏ đi. Thôi cho một hộp thôi. Dạ. Mọi người sẽ lắp này, chị sẽ để đường dầm đường này. Bếp trên bàn. Thì á. Quay chị sẽ dầm đường. Chưa. À, có cả sữa chua và phô mai, yaua. Đó, chị lắc điêu nghệ chưa? Ngày nào cũng được luyện. Có thế mới có tiền về nuôi ba đứa con lận chứ. Anh gửi cho. Rồi, cảm ơn chị. Ê, mà nhà chị có trồng dâu không chị? Hả? Không trồng mình, nói chung là chị không trồng được em. Mua. Nhà.
Đây em mời cả nhà nhé. Nhưng mà chị lấy anh em mình thích quá. Chị bán đây lâu chưa ạ? Nói chung là bán đồ khác thì ở đây là từ 2006 đến 2008 đến giờ. Ồ, thế là chị bán cũng lâu nhỉ? Nhưng mà ít chị Thanh Hóa thôi chứ mấy người đây. Ồ. Nhưng mà ý là chị vào đây 2006 đến giờ. Đây. Chính là bán nón len, khăn len. Anh em mình yêu cái đi. Nghề này hơn 1 năm nay. Thơm quá. Dâu này thơm. Hai bạn. Yo. Chiều hôm nay anh em mình ăn ở kia là cái dâu thơm hơn nhiều nhỉ? Yeah. Nhưng mà sao quả em to thế của mọi người bé? Dâu này thơm mùi ngọt ngọt. Như như em chọn được quả to nhất thì sao em? Ủa dâu có dâu trên vàng nữa hả? Có chứ có. Có chà. Ừ. Cái thì người chứ. Cái này thì vẫn ngon rồi nhưng mà cái dây kia cực kỳ ngon. Đấy là dâu đúng em rồi. Hả? Đâu có dâu em. Thì đây thực ra là giá tiền nào của anh. Đúng rồi. Nhưng mà đến với Đà Lạt thì dâu là có đi. Dạ. Người treo ở đây ngon. Thử thôi. Nghe dâu dầm đường ngọt đó. Rồi cảm ơn cả nhà mình nhé. Ừ. Ngon quá. Em cảm ơn chị ạ. Đây chị có bán cả xoài lắc nữa nha. Ừ. Đi Đà Lạt không thể không ăn dâu ạ. Dâu ơi. Đây anh Yến. Thêm cái nữa đi. Ờ. Tình cảm đấy, hai miếng luôn. Nha, chạy con. Ngon rồi ạ. Đây các cô phải chạy rất là khổ, khó khăn luôn á. Nào, đây mình sẽ đi tiếp nha. Bên trong cuộn này là có rất là nhiều dâu tây này, rồi là hoa quả này. Wow, nhưng mà em thấy hoa quả ở đây rất là nhiều. Em cực kỳ thích. Đây là bí sợi mì này. Đây này, ớt này này nhìn to, siêu to khổng lồ chưa? Đây mình sẽ có thể chèm. Wow. Mình nhớ cái dưa này không? To nhờ. Làng hoa ấy. Đó rồi. Làng hoa, rau củ quả ở làng hoa ấy. Bây giờ mọi người bày hết ra đây rồi này. Giống New Zealand này. Đẹp dâu quá nhờ. Dâu này mà giống New Zealand. Dạ, dâu giống New Zealand như vậy. À, dạ. Đó là thuộc muối hôm nay mình tìm đây. À đây. Anh mua theo anh em mình xin gặp đường chấm linh tinh nhá. Muối xí muội ô mai đây này. Món sở thích của anh Tú này. Ô mai bên trong này này. Anh chưa? Anh Tú là thích món này rất. Anh đã bảo các em phải đi vào đây ăn thử xem thích vị nào để mua này. Dạ. Ở đây có cả mứt artiso luôn này. Ồ, đây anh em mình thưởng thức luôn đi. Mình sẽ thưởng thức cho mình mua ha. Em thích cái loại. Cái này là cái gì đây em? Olive à? Giòn lắm. Đặc trưng của Đà Lạt là cái gì? Hồng treo gió. Chị ơi cho em hỏi cái quả hoa này là gì ạ? Artiso. Hoa artiso đỏ. Ừ. Giòn lắm. Cái này là cái gì nhỉ? Này bổ máu rất là tốt. À chanh. Ừ. Mọi người thấy thích món nào đây ạ? Mọi người cứ xem đi nhá, anh hỏi vợ anh em vợ anh thích ăn ô mai thì nhá. Quay à. Nhá. Anh Tú lại mua ô mai về cho vợ. Một người chồng tốt. Đúng rồi. Anh em thử đi. Chị Bơ, mình nên quyết định mua ô mai gì đây? Hay là mình mua hồng treo gió đi. Đặc sản Đà Lạt là hồng treo gió đấy. Dạ, hay mình sẽ mua hồng đi. Chua chua cay cay. Đây là hồng đúng không anh? Không ạ. Ăn kiểu giống như là quả chám ở ngoài Bắc mình ấy nhỉ? Dạ. Đây không biết là vị gì á. Hơi ngọt nhỉ? Thế nào ít ngọt? Được ạ, mình sẽ ra bên này đi. Quả anh đào là ở đâu? Hồng ở bên này, hồng treo gió bên này. Không, nhưng mà cái giống là ở đây luôn ạ. Đây này. Mình có quả đấy đấy anh. À. Đấy bảo là hồng treo gió. Là đây này. Hồng sấy dẻo. À hồng treo gió là khác, hồng sấy nó cũng khác luôn hả cô? Ờ. Treo là treo gió tự nhiên, còn cái này sấy là sấy điện sấy than. À, cậu cháu cứ nghĩ là hồng khô, mấy quả hồng khô xè xè hết thế này là nó sẽ là quả sâu từng trái một treo trong nhà lọc, treo gió tự nhiên. Là cô là cũng là người ở đây hay là cô khách du lịch ạ? Cô là người bán ở đây. Ăn à, thử không? Cô bán ăn thử không? Có à? Hồng cho ăn thử luôn không cô? Cháu mua hồng treo gió này. Hấp dẫn quá. Vì là mình cũng hay xem là biết là hồng treo gió rất là nổi Đà Lạt. Đây cô cho ăn thử này. Đó, mọi người caramel quay kỹ cô cận cảnh cô cắt này. Cái này là hồng hồng đỏ dẻo nhờ. Vuông đồng thì nó không có hạt. Này là treo gió đúng không cô? Đúng rồi, treo gió. Này cái này mình treo thì mình mấy ngày thì mình cũng được những quả này ạ. Cái này là đặc sản nổi tiếng. Đúng rồi, đúng rồi Đà Lạt. Nếu mà đi Đà Lạt mà chưa được thưởng thức đặc sản là Đà Lạt là hồng treo gió. Dạ. Treo gió là ngon nhất. Quả hồng này là mình treo mấy ngày thì mình ăn được cô. Cả tháng trời mới được những quả hồng khô này luôn á. Đúng rồi, thật sự nó ăn
không sấy được. Đây mình sẽ cô cho mình ăn hai loại, một khô là một sấy. Thế là loại nào ngon nhất? Loại nào cũng ngon nhưng mà mọi người thích loại nào? Cái tiệm của cô là quầy đặc sản Tiến Thành Tiên, ngay ở góc với giữa chợ Đà Lạt đây nhỉ? Có hoa atiso này, rồi hồng treo gió này, rồi là dâu tằm này. Nhưng mà khi mà em ăn hồng treo gió với cả hồng sấy, em vẫn thích hồng treo gió hơn. Nó cái nó vị không nó quá dẻo. Khô ấy. Treo gió thì nó dẻo hơn. Thế là bây giờ anh mua tặng cho các em một gói nhé. Hồng treo gió là nó giữ nguyên cái nguyên liệu tự nhiên. Tụi em mua đây, tụi em mua nè. Anh mua đây rồi. Ngoài ra còn thích gì nữa không? Em có thích nhiều thứ mà anh ấy mua. À được rồi, anh cứ mua về quà về cho vợ của anh là được. Bọn em về vợ em tự ăn. Đó. Bên kia là cái gì? Chuối là ba sấy dạ. Bên này cũng rất là nhiều đồ ăn. Nhà em là cũng trồng nhiều chuối lắm ạ. Như là cả nhà có dịp mà lên Đà Lạt thì muốn mua khoai lang sấy dẻo nó là. Ui, khoai lang nhìn như là xoài ấy nhỉ. Khoai lang một sấy dẻo. Hấp dẫn á. Đây, chị nhân viên sẽ thanh toán hộ mình nha. Mí vừa mua hồng treo gió đặc sản ở Đà Lạt là 180.000 nha. Em mình sẽ bóc siêu là xem mà. Okay. Ăn luôn tại chỗ luôn nha. Không ngon là trả hàng nữa. Đây là phải hỏi chủ quán à. Chị ơi. Wow. Có. Đây này, mềm mềm này, nhìn này. Đây có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11. Em sẽ ăn quả bé nhất đi. Anh đang tính ăn quả bé nhất. À, à mọi người thường hay bảo là quả bé nhất là ngọt nhất đấy. Đây là mình sẽ chị bẻ thử bẻ ra xem là bên trong này. À, đó. Đây hồng treo gió làm ở Đà Lạt luôn. Mọi người nhìn là sẽ để ý này, lớp vỏ nó sẽ khô nhỉ. Đó, trong này nó vẫn còn dẻo dẻo này. Đó, đây. Em đây mời cả nhà nhá. Luôn. Ồ. Mời cả nhà nhá. Nó ăn cơm mà giòn lắm nhá. Mình thì không có quen xé, cắn luôn. Anh ăn thử nào. Ngon lắm. Okay. Thơm nhỉ? Ngọt đấy, mùi tự nhiên giữ nguyên cái vị ngọt của hồng ấy. Vâng. Anh em mình ra ngoài kia ngắm chợ Đà Lạt. Đi, em mình đi. Mình thanh toán xong rồi, bây giờ mình sẽ ra ngoài này. Ngay bên này thôi là chợ Đà Lạt rồi cả nhà. Ngoài này là có một cái biểu tượng súp lơ rất là to. Anh em mình sẽ ra ngoài. Em thấy từ xa xa em đó là bút súp lơ đấy. Có lý. Dạ. Tại vì là Đà Lạt là một nơi trồng khí hậu rất là thích hợp để trồng rau củ quả tươi rất là nhiều ấy. Yeah. Bên này không biết là có đúng không thì cả nhà cho ai mí mọi người có lòng lời đóng góp gì mọi người thật rồi. Comment ở dưới nhé. Cái này anh tin là đây súp là rồi. Đây đằng sau mình đây là có chợ Đà Lạt đây này. Đó. Khu chợ Đà Lạt luôn đây. Khu chợ ngay trước mặt chợ đêm Đà Lạt. Khi mọi người đến đây thì mọi người cũng có thể vào chợ Đà Lạt để mua các đặc sản ở Đà Lạt. Hôm nay là rất là cảm ơn anh Tú xe đầu kéo cùng với lại là anh Phan Đà Lạt đã đồng hành cùng Bếp Trên Bản cho chuyến đi về Tây Bắc. Là hôm nay là mình, ngày mai là mình sẽ di chuyển đi đâu anh ạ? Ngày mai anh em mình sẽ là một ngày di chuyển, nó là trở về dưới biển. Trở về biển. Thì mình sẽ là đi xuống đèo sông Pha là xuống thành phố Ninh Thuận. Dạ. Sau đó mình sẽ đi cung đường ven biển từ thành phố Ninh Thuận đi ra đến Nha Trang. Nói chung những ngày đầu anh em mình đi với nhau thì nó chưa có cái sự hòa hợp, dạ. Chưa hiểu ý nhau nên là đôi khi clip nó còn đang chưa được hay. Dạ. Mong quý vị hãy thông cảm và chờ đợi các anh em mình là thêm 1-2 ngày nữa là sẽ là hòa hợp hơn, hiểu nhau hơn để có những clip chất lượng hơn gửi đến quý khán giả. Dạ, dạ. Hôm nay là mình đi một đàng học một sàng khôn ấy, là mình cũng đi và hiểu biết và được kết bạn thêm những người bạn rất là tuyệt vời giống như là anh Phan Đà Lạt này. Từ hôm qua này biết là anh chị Phan lên Đà Lạt là anh đang ở Sài Gòn đi xe máy lên Đà Lạt. Đó, nên là mình rất là cảm ơn anh tình cảm anh dành cho Bếp Trên Bản. Và anh cũng là một người fan trung thành của Bếp Trên Bản, tại vì anh hay theo dõi Bếp Trên Bản và hay comment, mình cũng hay để ý ấy. Đúng rồi. Phơ cũng muốn là đi đến đâu là mình cũng sẽ có những người bạn mới như anh Pha Đà Lạt này. Đúng rồi. Hôm nay là cũng cảm ơn chị Mỹ Anh này, rồi là chị Sương này, đấy và Hân là mọi người cùng đồng hành trên kênh của Bếp Trên Bản. Và mọi người đừng quên đăng ký kênh cho anh Phan Đà Lạt và anh Tú xe đầu kéo và Bếp Trên Bản nha.
Bye bye. Tạm biệt cả nhà nha.